Rồi, em xin chào tất cả quý anh chị và các bạn. Là em Quang đây. Hôm nay em Quang gửi đến cho quý anh chị một bạn mẫu xe được đến từ châu Âu nha quý anh chị, đến từ nước Pháp nhé, được một đất nước tình yêu. Một mẫu xe Peugeot 5008 nha quý anh chị. Con này thì em cũng quay rồi nhưng mà hôm nay có đợt điều chỉnh giá thì tụi em giảm cũng 50 triệu nha quý anh chị. Gần 50 triệu. Bữa nay em bán con này chỉ còn có 1 tỷ 118 triệu thôi quý anh chị. Giá xe vẫn còn bớt nữa nhé. Quý anh chị tham khảo dòng này cứ alo cho em. Quang sẽ điều mức giá tốt nhất cho quý anh chị. Con này sản xuất 2022 luôn. Peugeot 5008, bản City Line nha quý anh chị. Bản cao nhất của Peugeot 5008 luôn. Bản City Line luôn. Có rất nhiều đồ chơi công nghệ nha quý anh chị. Để thiết kế theo kiểu dáng châu Âu á, nhìn khá là nó nhìn nó nuột xe nhưng mà nhìn càng thấy mạnh mẽ nha quý anh chị. Thì anh chị đến xem trực tiếp á thì thấy nó, mình mới nhìn vô thì thấy nó hơi kiểu yểu điệu á, nhưng mà càng nhìn thì càng thấy nó mạnh, càng lực á chị, nhìn nó ngầu lắm. Dàn mắt xe là full led nha quý anh chị. Ở phía trước là đèn full led nè, radar phanh cần cấp nè. Lưới tản nhiệt thì thiết kế theo kiểu dạng những khối hình học chữ nhật từ xếp từ ngoài vào trong, từ to đến nhỏ, nhìn nó khá là hay á. Để em vào bên trong luôn quý anh chị xem. Lớp thì lớp Continental nha quý anh chị, mâm 19 inch. Ở đây em khá chật, em quay chắc cũng không có rõ lắm, quý chị thông cảm giúp em. Ghế xe là ghế da chỉnh điện, có hai vị trí nhớ ghế và có cả ghế massage quý vị, hai ghế trước luôn, ghế massage hai ghế trước luôn. Nội thất xưa hồi trước á, thì bản Peugeot thì chỉ là màu đen thôi, nội thất đen thôi. Giờ thì Peugeot nâng cấp lên thêm một cái nội thất kem nữa quý anh chị. Ở khoang buồng lái thì giữ nguyên giống như nguyên, có thêm cái hình màn hình thôi, và vô lăng thì thêm chữ GT thôi. Rồi, hồi trước thì vô lăng cũng là vô lăng hai đáy nhưng mà không có chữ GT đây, không có chữ GT ở đây. Thì ở bản GT thì vẫn có chữ GT và được chủ xe lên một cái cam, hình như cam này cam 4U thì phải. Cam này em nghe nó mấy anh nói lại cũng đâu 8 triệu 9 triệu gì đấy, em cũng không nhớ nữa. Ở khoang buồng lái thì cũng có cả những nhẫn bấm đây nhưng mà em thấy cũng khá bất tiện nha. Thì thay vì nút lock cửa thì em thấy nó nằm ở bên cửa thì nó hay hơn. Nhiều khi ở đây em chẳng biết nó mờ quá, cũng không nhớ là lúc nào ở đây lúc này. Mở lock cửa, bấm gai mở lock. Hai ghế trước là ghế massage, không có làm mát ghế nha quý anh chị. Nó là mát ghế không ta? Có là mấy ghế nha quý anh chị, có sửa ghế. Xe có cả cửa sổ trời toàn cảnh panorama luôn nhé. Hơi tối nha. Em ra phía đuôi xe em quay gửi đến quý anh chị. Ở đuôi xe thì Peugeot 508 thì quý anh chị biết rồi, thì không thay đổi gì nhiều cả. Thì cốp xe vẫn là cốp chính điện có tích hợp đá cốp, và đèn hậu thì thiết kế theo kiểu vuốt hổ quý anh chị, móng hổ vuốt hổ thì cũng vậy thôi, không có khác gì ở phiên bản trước. Quên nãy giờ em quên báo ô tô xe nó, xe em nó đi mới 9.000 km thôi nhé quý chị, sản xuất 2022 mới đi 9.000 km thôi. Đóng cốp. Xe biển kiểm soát Hồ Chí Minh rồi quý chị, về Hồ Chí Minh hay ra Hà Nội không phải tốn 20 triệu tiền biển nhé. Nước sơn của xe thì rất là đẹp luôn, còn khoảng con này 98-99% sơn zin nếu quý chị. Nói vô mà xe đi phải có dầm tút rồi, chạy suốt thì phải có rồi, chứ mà kêu mà sơn zin 100% ở đi gần năm rồi mà sơn zin 100% là mấy anh chị ở ai mà tư vấn mà như vậy là nó điêu nó xạo nha quý chị. Xe vừa về nhiều khi lăn ra khỏi hãng, chạy về đá nó văng lên đã có xước rồi nhá. Về mình chùm mờ ở nhà không cũng xước chứ đừng nói mà mình đi ngoài đường quá chị.
Xe được lên được bệ bước rồi nè, nhà có em nhỏ có bệ bước này, đi bước lên bước xuống đỡ trời chạy xe cũng khá là hay nhá. Còn có đèn dãy đèn led ở phía trước nè, rất là hay luôn. Vâng, và em xin nhắc lại con này là Peugeot 5008, sản xuất 2022, xe đi 9.000 km, bản City Line quý anh chị, giá bán 1.118.000.000, giá xe còn thương lượng nhé. Quý anh chị nào tham khảo dòng này thì cứ liên hệ cho em Quang, số điện thoại em sẽ đem để bên dưới miêu tả. Có những clip em quay á thì hôm nay giá này ngày mai giá khác, thì quý anh chị nhiều cái em sẽ sửa giá ở dưới link mô tả. Quý anh chị xem clip thì xuống dưới mô tả xem coi em đang để giá nào nhé. Rồi, cảm ơn tất cả quý anh chị nhiều ạ.